Hãy cho tôi được là người tử tế, để tôi còn được cơ hội để hy sinh, để đóng góp. Tôi không có lỗi gì ngoài cái tình của tôi dành cho người nghèo quá lớn. Tôi cảm ơn tất cả quý vị đã cổ vũ tôi, là động lực khiến cho tôi vượt lên nỗi sợ hãi, vượt lên chính mình để đi tìm chân lý. Hôm nay thật sự tôi say đó quý vị, say tình, say nghĩa với quê hương. Thì cái nỗi say này thì sẽ được quý vị đón nhận và tha thứ cho tôi. Tôi xin hát bài quê hương. Quê hương là chừng khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về rộng bướm vàng bay. Quê hương là con diều